Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Giác Lợi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em. Chúc tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh luôn được niềm vui an lạc, gia đạo được bình an, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Trong cái tháng 9 âm lịch này, hôm nay Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Mão tháng 9 âm lịch. Xin nói lời chúc mừng của anh chị em trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Mão của chúng ta. Tháng 9 âm lịch này anh chị em tuổi Mão chúng ta tăng trưởng rộn ràng, có quý nhân giúp đỡ, có quý nhân phù trợ cho chị em chúng ta. Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu, cái tháng 8 âm lịch là cái tháng mà anh chị em tuổi Mão chúng ta đã vất vả quá nhiều, đã quá nhiều vất vả, cho nên là trời không phụ người có lòng. Bước qua tháng 9 âm lịch này thì anh chị em tuổi Mão chúng ta tăng trưởng rộn ràng, quý nhân hỗ trợ chúng ta. Những người tuổi Mão, nhất là những người tuổi Ất Mão, trong cái tháng 9 âm lịch, tháng 9, tháng 10, tháng 11 này ba cái tháng rất là thạnh, rất là tốt đối với anh chị em của chúng ta. Là cái mùa đông này, cái mùa đông này bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 anh chị em chúng ta rất là hạ, cái mùa hạ chúng ta không thuận. Nhưng mà cái mùa đông này chúng ta xuân hạ thu, mùa thu rồi thu xuân hạ, mùa hè thu đông, mùa đông này chúng ta rất là may mắn. Chúng ta có thể ngóc đầu lên lại đối với anh chị em tuổi Mão của chúng ta. Theo cái tử vi của tuổi Mão trong cái tháng 9 âm lịch này cho biết sẽ có một tháng 9 âm lịch khá là hanh thông, khi công việc, tình duyên, tiền bạc đều có nhiều khởi sắc, tăng trưởng rộn ràng. Tháng này sự nghiệp của người tuổi Mão vô cùng lý tưởng, số có quý nhân phù trợ, có thể có được số tiền bất ngờ, trúng số trúng thưởng, hay là có quý nhân ở xa về cho tiền gì đó. Nói chung là nhiều khi chúng ta có nhận được tiền của bất ngờ trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Mão, nhất là những người tuổi Giáp Mão. Theo như dự báo của 12 con giáp thì tuổi Mão sẽ có một tháng 9 âm lịch khá là hanh thông, khi công việc, tình duyên, tiền bạc đều có nhiều điều khởi sắc, tăng trưởng rộn ràng. Tháng này sự nghiệp của tuổi Mão vô cùng lý tưởng, có số có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít thành tựu. Người tuổi Mão giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên bằng sự thông minh và tài trí của mình. Tuy vẫn sẽ có những khó khăn nhưng không đáng kể. Bản mệnh người tuổi Mão có thể đủ tài trí và đủ may mắn để xử lý mọi vấn đề, không có gì mà trở ngại đối với anh chị em tuổi Mão trong cái tháng 9 âm lịch này. Thời đã đến, anh chị em chúng ta nên nắm bắt lấy. Tài lộc cũng có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước. Buôn bán kinh doanh thuận lợi, có thêm nhiều hợp đồng mới, đầu tư dễ sinh lời. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng không phải là ít đối với những người tuổi Mão. Bạn nên lập một kế hoạch ngân sách trước để tránh những lãng phí không cần thiết trong cái tháng 9 âm lịch này. Chuyện tình cảm của tuổi Mão có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhân duyên vượng mang tới cơ hội thăng hoa cảm xúc cho các cặp đôi. Người độc thân có thể gặp một... Góc quảng cáo. Xin giới thiệu tới các bạn một shop quần áo xỉ lẻ rẻ mà lại còn rất là đẹp nữa chứ. Mọi người hãy ủng hộ chị Phượng shop Phượng Hồng nhé. Số điện thoại mình đã ghi trên clip rồi đó. Cái chuyện tình cảm của tuổi Mão có chuyển biến tốt đẹp hơn, tiếng bố đẹp. Nhân duyên vượng mang tới cơ hội thăng hoa cảm xúc cho các cặp đôi. Người độc thân có thể gặp một số may mắn lãng mạn mới, có cơ hội gặp được người tuổi Mão thích trong cái tháng 9 âm lịch này. Tháng 9 âm lịch này tuổi Mão duy trì được thể trạng ổn định, tinh thần thoải mái, nên ốm đau bệnh tật cũng giảm đi, không có đáng kể trong đối với anh chị em của chúng ta. Chúng ta cần đi đứng thận trọng, do áp lực công việc cao nên thực hiện một số bài tập hoặc là thư giãn, ngủ ăn đúng giờ, nghỉ ngủ hơi đủ giấc thì anh chị em chúng ta sẽ ổn định được cái sức khỏe tốt trong cái tháng 9 âm lịch này. Đó là tổng kết tóm gắt ngắn gọn cho anh chị em tuổi Mão. Thì bây giờ đầu tiên là Giác Lợi nói về cái sự nghiệp của người tuổi Mão trong cái tháng 9 âm lịch này. Đây là một tháng người tuổi Mão của chúng ta có dễ thở hơn. Cái tháng 8, tháng 7 âm lịch, hai cái tháng này làm cho anh chị em chúng ta rất là vất vả. Bắt đầu cuối tháng 8 âm lịch, bắt đầu tuần lễ thứ 3, tuần lễ thứ 4 là anh chị em chúng ta đã dễ thở hơn. Nhớ cái tháng 8 đầy khó khăn, tí ngọ mèo dầu tứ hình xung. Anh chị em tuổi Mão chúng ta trong năm nay phạm thái tuế,
mà trong cái tháng 8 âm lịch này là cái tháng xung của bổn mạng, cái tháng kỵ của chúng ta. Cho nên làm việc gì anh chị em tuổi Mão của chúng ta nhớ rằng ông nhắc lại chứ là anh chị em chúng ta đã xem cái tử vi tháng 8 âm lịch rồi. Thì bây giờ nhắc lại cho anh chị em chúng ta trong cái tháng 8 âm lịch này nhớ giữ cái khẩu cho tốt, tránh xen vào chuyện của người khác. Đừng để cho những thị phi nó làm ảnh hưởng tới chúng ta. Anh chị em chúng ta bị thái tuế dễ ảnh hưởng, dễ gây xảy ra xung đột, tranh chấp. Dù chúng ta là người thật thà, không tham lam, không trộm cắp, không có vấn đề gì, nhưng mà người khác vẫn nghĩ xấu về chúng ta trong cái tháng 8 âm lịch này. Anh chị em chúng ta thử coi, giác lời nói coi, anh chị em chúng ta để ý coi. Trong cái tháng 9 âm lịch này được cả lục hợp và nguyệt lệnh đế vượng che chở, nên sự nghiệp của người tuổi Mão trong cái tháng này có được tăng trưởng khá là rõ rệt. Người tuổi Mão có thể nắm bắt cơ hội làm việc chăm chỉ và tiến bộ, được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu phát triển tốt đẹp hơn trong tháng 9 âm lịch này. Cục diện tử vi tốt báo hiệu cho người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ước thành tựu, có thể sẽ có một phút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay là chiến lược gì đó, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho người tuổi Mão trong cái tháng 9 âm lịch này. Có thể chúng ta được thăng chức, tăng lương hay đề bạt làm những chức vụ mới hay là những công việc mới nào đó trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Mão. Bạn giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, và sự thông minh tài trí của mình, tuổi Mão còn có cơ hội gặp gỡ được người có cùng tầm nhìn, cùng chí hướng, chung sức chung lòng với chúng ta, có quý nhân giúp đỡ. Tháng nó vượng là nó như vậy, cho nên anh chị em chúng ta nên nắm bắt cái cơ hội của chúng ta trong cái tháng 9 âm lịch này. Tuy vẫn sẽ có những khó khăn nhưng không đáng kể, bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Đôi khi người khác có thể sẽ nghĩ rằng bạn đang may mắn mà thôi, song chất lượng trong công việc sẽ chứng minh rằng anh chị em chúng ta là người có năng lực. Chỉ có người tuổi Mão mới biết chúng ta tài năng chúng ta nằm tới đâu. Đôi khi họ tưởng chúng ta may mắn, nhưng mà thật sự ra lúc mà chúng ta cố gắng thì họ không nhìn thấy. Giống như chúng ta là người tuổi Mão, chúng ta ngưỡng mộ cái người nhà giàu nào đó, người đại gia nào đó, họ có nhà lầu xe hơi Rolls Royce, họ ở biệt thự villa, chúng ta ngưỡng mộ họ, nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ chúng ta, lại bị gì, họ ngưỡng mộ chúng ta là một đêm chúng ta ngủ trọn giấc từ đêm tới sáng mà chúng ta không phải lo. Còn họ như vậy chứ chưa chắc gì họ ngủ được. Anh chị em chúng ta thử coi, chúng ta đâu có nhìn thấy cái thở dài phía sau của họ, mà chúng ta chỉ thấy được cái thành công mà thôi. Anh chị em chúng ta tuổi Mão nên nhớ là như thế. Dù người tuổi Mão có rất nhiều lợi thế so với mọi người, nhưng cũng nên vì thế mà sinh ra nhiều cái sự kiêu ngạo thì không nên. Anh chị em tuổi Mão của chúng ta dù trong tháng này nó thuận lợi, chúng ta là người có tài, là người giỏi giang, thì chúng ta cũng đừng nên tỏ ra kiêu ngạo thì không nên, nhớ nha. Chúng ta đừng xem thường người khác vì bạn còn cần tới sự hỗ trợ giúp đỡ của rất nhiều người trong tháng này. Thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta, chỉ có lợi cho các mối quan hệ của bạn mà còn giúp cho bạn tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và hỗ trợ cho người. Bạn là người tuổi Mão rất là tốt trong cái tháng này. Đừng có tỏ ra vẻ là ta đây, dù chúng ta là người giỏi, là người lãnh đạo chỉ huy họ, nhưng chúng ta học cách khiêm nhường, khiêm tốn, nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tụi mình. Bạn cũng phải giữ một cái đầu lạnh, làm tốt công việc của mình mà không ngừng nâng cao cái năng lực, tu bổ thêm cái năng lực của mình, học hỏi thêm của mình, mới có thể phát triển tốt hơn và đạt được những may mắn hơn cho riêng mình trong cuộc sống. Cố gắng trau dồi thêm kiến thức, trau dồi thêm cái kỹ năng của chúng ta. Chứ không phải cái tài năng chúng ta tới đó mà chúng ta cần phải học hỏi thêm, chúng ta trao dồi thêm và chúng ta nâng cao tay nghề của chúng ta, hoặc là chúng ta trao dồi thêm kiến thức gì đó trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có lợi cho chúng ta trong cái tháng 9 năm lịch này rất là nhiều. Cái đường tài lộc của người tuổi Mão trong cái tháng 9 năm lịch này cũng có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước. Thời gian trước là tháng 8, có khá nhiều vận may về tiền bạc tìm tới đối với anh chị em tuổi Mão trong cái tháng 9 năm lịch này. Với người làm công ăn lương, công việc thăng hoa thì không có lý do gì mà thu nhập không được cải thiện. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng trợ cấp hoa hồng khi bộc lộ tài năng của mình trong cái tháng 9 âm lịch này.
Còn nếu như có cơ hội thăng chức tăng lương và nắm bắt kịp thời thì tháng này thu nhập của bạn sẽ thay đổi đáng kể. Bạn có thể đạt được tự do tài chính bằng cách tích lũy kinh nghiệm và nâng cao cái khả năng của mình trong cái tháng 9 năm lịch này. Đặc biệt chúng ta bị cái nguyệt lệnh lâm đế vượng rất có lợi cho chúng ta khi là người làm chủ, làm quản lý hoặc là buôn bán kinh doanh. Là bạn điều hành mọi việc rất là tốt, được cấp dưới nể trọng và ra sức cống hiến. Nhờ đó mà lợi nhuận đem về cho bạn rất là tốt, có thể có nhận được thưởng nóng hay là có lợi lộc gì đó trong cái tháng 9 năm lịch này liên quan tới tiền bạc trong tháng 9 năm lịch này. Buôn bán kinh doanh thuận lợi, lục hợp cho thấy các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp sẽ giúp cho bạn thêm nhiều hợp đồng mới, hợp tác suôn sẻ, đầu tư dễ sinh lời. Lưu ý rằng cơ hội đầu tư rất nhiều nhưng phải lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng vội vàng quyết định khi chúng ta chưa tìm hiểu rõ hoặc là kỹ cái phương thương trường, cái mặt nào đó mà chúng ta chưa từng kinh doanh qua, chưa từng trải qua. Nhớ rằng như thế, cơ hội của chúng anh chị em tuổi Mão là người buôn bán kinh doanh trong tháng 9 này rất là nhiều, chứ không phải là không có cơ hội, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu kỹ lưỡng và chúng ta nắm bắt cái cơ hội nào thích hợp, phù hợp với ngành nghề và bản năng của chúng ta trong cái tháng 9 năm lịch này. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt trong cái tháng 9 năm lịch này đối với người tuổi Mão cũng rất là nhiều. Bạn nên lập kế hoạch ngân sách trước để tránh lãng phí không cần thiết. Thu chi cân đối cho gia đình và bản thân của bạn là một bài toán không dễ trong cái tháng 9 năm lịch này đối với những người tuổi Mão. Nhớ, mặc dù chúng ta thu rất là nhiều nhưng mà chúng ta chi trong cái tháng này cũng rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần phải cân đối chi tiêu là một bài toán không phải dễ đối với anh chị em tuổi Mão trong cái tháng 9 năm lịch này. Cái đường tình duyên của người tuổi Mão trong cái tháng 9 năm lịch này, dù vẫn đang độc thân hay là có đôi thì đều đón nhận nhiều niềm vui về cái tình cảm trong cái tháng 9 năm lịch này. Nhân duyên chuyển biến tốt đẹp, đào hoa phơi phới, tình yêu và các cặp đôi ngày càng thăng hoa. Hai bạn có sự thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau nên các mối quan hệ sẽ tốt đẹp trong cái tháng 9 năm lịch này đối với anh chị em tuổi Mão. Xin chúc mừng anh chị em chúng ta về mặt tình duyên gia đạo cũng như công danh sự nghiệp, tiền bạc đều hanh thông và thuận lợi đối với anh chị em chúng ta trong cái tháng 9 năm lịch này. Dù cũng có lúc xảy ra cãi vã nhưng đó chỉ là những điều không thể tránh khỏi đối với bất cứ các cặp đôi hay là những người đang yêu nào. Quan trọng là cả hai bạn cùng nhau giải quyết những xung đột ra sao. Thực tế cho thấy dù là bản mệnh hai nửa kia thì đều đã sẵn sàng hạ cái tôi để giữ gìn hạnh phúc. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, chúng ta bao đắp, chúng ta dung hòa hơn, chúng ta bao dung hơn, chúng ta nghĩ về những cái ưu điểm của đối phương nhiều hơn thì trong cái tháng này hạnh phúc sẽ không bao giờ mà chạy khỏi tầm tay của anh chị em chúng ta, dù là người độc thân hay là dù người có gia đình rồi cũng vậy. Còn chúng ta cố chấp, chúng ta bảo thủ, chúng ta nhìn về những cái khuyết điểm của đối phương, dù là chúng ta mới cưới hay là chúng ta đang quen thì chúng ta cũng không có kết cuộc lâu dài được. Trong cái tình cảm là chúng ta cần phải bao dung và chúng ta cần phải là tỏ bày tâm sự để chúng ta cùng với nhau gỡ những cái khúc mắc, chứ không phải là ai trúng ai sai trong cái tháng 9 năm lịch này. Người độc thân có thể gặp một số may mắn lãng mạn mới, có cơ hội gặp được người mình thích. Bạn cần duy trì sự kiên nhẫn và tâm hồn cởi mở, tham gia vào nhiều hoạt động xã giao để mở rộng thêm nhiều cái mối quan hệ tốt. Sức thúc tự nhiên của người tuổi Mão trong cái tháng 9 năm lịch này rất là tốt. Đối với những người độc thân, chúng ta có thể gây thiện cảm đối với người khác. Ngay cái nhìn đầu tiên, họ đã có thiện cảm, thiện tình với chúng ta. Chỉ cần chúng ta mở lời trong tháng 9 năm lịch này. Vì cái vượng đào hoa của anh chị em trong cái tháng 9 năm lịch này rất là tốt. Cả người độc thân và người có gia đình rồi cũng thế. Thì cái vấn đề sức khỏe của người tuổi Mão được duy trì ở thể trạng ổn định, tinh thần thoải mái, nên trong cái tháng 9 năm lịch này người tuổi Mão cũng giảm bớt đi cái sự ốm đau. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng có thể xuất hiện một bệnh nhẹ do thời tiết thay đổi hoặc là đau nhức trong tháng này. Bạn nên chú ý đến các tín hiệu mà cơ thể của mình phát ra và duy trì thói quen làm việc nghỉ ngơi khoa học và ăn uống tốt. Nếu mà chúng ta có triệu chứng thì chúng ta nên đi khám, đi kiểm tra sức khỏe chúng ta để chúng ta kịp thời và chúng ta bồi bổ hoặc là chúng ta khắc phục nó cho sức khỏe tốt càng thì tốt. Đó là lời khuyên chân thành nhất đối với anh chị em tuổi Mão vấn đề sức khỏe.
Ngoài ra chúng ta cũng cần chú ý, có thể chúng ta gặp tai nạn, sự cố bất ngờ, cần đi đứng thận trọng. Do áp lực cho công việc cao nên bạn thực hiện một số bài tập và hoạt động thư giãn phù hợp để giảm bớt những cái căng thẳng. Có thể chúng ta áp lực căng thẳng quá, chúng ta dội vàng quá, có thể chúng ta bị da chạm, da quẹt gì đó, do chúng ta không có tự tỉnh táo, cho nên chúng ta nên cẩn thận. Nhớ là nhắc anh chị em, chúng ta dù có gấp cỡ nào thì chúng ta cũng cẩn thận khi chúng ta điều khiển phương tiện giao thông. Chúng ta không nên phóng nhanh vượt ẩu. Nhớ dù có gấp chậm mà nó chắc, còn hơn là chúng ta nhanh một giây là chậm một đời. Anh chị em chúng ta nên nhớ, chúng ta cố gắng duy trì cái sức khỏe ổn định hơn. Thì bây giờ giác lợi cũng đã tóm tắt cho anh chị em chúng ta về cái phần công danh sự nghiệp, đều đã tóm tắt cho anh chị em chúng ta xong. Thì bây giờ giác lợi đọc từng con giáp một về cái màu sắc may mắn, rồi về cái màu thuận lợi hoặc là tuổi hạp, tuổi không hạp, và những lời khuyên để cho anh chị em chúng ta tham khảo thêm. Đầu tiên giác lợi nói về tuổi Tân Mão mạng mộc, nam thì sao Thái Dương, nữ sao Thủ Tú. Sự nghiệp tăng trưởng rõ rệt, làm việc chăm chỉ tiến bộ sẽ thu về nguồn thu rất là khá trong tháng 9 âm lịch này. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Hợi và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu xanh da trời và màu trắng. Cái tiểu nhân không hợp là tuổi Dậu, tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Cảm ơn anh chị em tuổi Tân Mão mạng mộc. Tiếp theo là giác lợi nói về tuổi Quý Mão mạng Kim. Chúng ta là mạng Kim, năm nay là năm quả, quả khắc Kim, đa phần là sức khỏe chúng ta bị ảnh hưởng, nhưng trong cái tháng này nó cũng sẽ giảm bớt. Tuổi Quý Mão mạng Kim, nam thì sao Thái Âm, nữ thì sao Thái Bạch. Giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, và được đề bạt đề cử tăng lương, hoặc là có tin vui về tiền bạc trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Quý Mão mạng Kim. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em chúng ta là tuổi Tức và tuổi Dần. Tiểu nhân không hợp là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu xám đối với anh chị em tuổi Quý Mão mạng Kim. Tiếp theo là giác lợi nói về tuổi Ất Mão mạng Thủy. Mạng Thủy là chúng ta, mạng Thủy năm nay năm quả, quả khắc Thủy, cho nên anh chị em hết cần phải hết sức thận trọng vấn đề sức khỏe nha. Nam thì sao Thái Dương, nữ thì sao Thủ Tú. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta, tài lộc có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước rất là nhiều trong cái tháng 9 năm lịch này đối với anh chị em tuổi Ất Mão, cả nam lẫn nữ. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em chúng ta là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tuổi Hợi và tuổi Hợi, nhớ tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân không hợp cho anh chị em chúng ta là tuổi Dậu và tuổi Tý. Và màu sắc may mắn là màu vàng và màu xanh dương đối với anh chị em. Màu vàng và màu xanh dương đối với anh chị em tuổi Ất Mão trong cái tháng 9 năm lịch này. Tiếp theo là giác lợi nói về tuổi Đinh Mão mạng quả. Nam sao Thủ Tú, nữ sao Dân Hớn. Lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta là nhân duyên chuyển biến tốt đẹp, đào hoa phơi phới. Đối với những người độc thân thì nên nắm bắt lấy cơ hội này để bày tỏ hoặc là chúng ta tiến tới hôn nhân. Còn đối với những người có gia đình thì chúng ta nên vận dụng nó thành những đối tác làm ăn rất là tốt, cái vượng đào hoa rất là tốt trong cái tháng 9 âm lịch này đối với những người tuổi Đinh Mão mạng quả. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Mùi và tuổi Tức. Màu sắc may mắn là màu tím và màu xanh nước biển. Tiểu nhân không hợp là tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Chúc anh chị em của chúng ta tuổi Đinh Mão mạng quả trong cái tháng 9 âm lịch này may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp theo giác lợi nói về tuổi Kỷ Mão mạng Thổ. Nam thì sao Thái Âm, nữ thì sao Thái Bạch. Lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta là thể trạng chúng ta ổn định thì tinh thần chúng ta thoải mái, nên chúng ta sẽ giảm bớt được cái bệnh tật ốm đau trong cái tháng 9 âm lịch này, nên nhớ rằng là như thế. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Dần và tuổi Thìn. Và tiểu nhân không hợp là tuổi Mão và tuổi Tỵ. Và màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu nâu. Giác lợi cũng đã cảm ơn, đã đọc xong cái tử vi tuổi Mão trong cái tháng 9 âm lịch này. Chúc anh chị em chúng ta trong cái tháng 9 âm lịch này may mắn càng thêm may mắn. Là đặc biệt cho anh chị em chúng ta trong cái tháng 9 âm lịch này, chúng ta chỉ cần giữ thể trạng tốt, sức khỏe ổn định thì mọi công việc, mọi sự làm ăn của anh chị em chúng ta đều tốt. Và đặc biệt là đối với những người độc thân, cái vượng đào hoa rất là tốt. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội trong cái tháng 9 âm lịch này. Bắt đầu trong cái tháng 9 âm lịch này, mùa đông này trở về Tết, anh chị em tuổi Mão là giảm đi rất là nhiều, và nói chung là bắt đầu khởi sắc hơn cho anh chị em chúng ta. Nhất là trong cái tháng 8 vừa qua chúng ta rất là vất vả. Thì hôm nay cái tháng 9 âm lịch này, trời không phụ người có lòng, chỉ cần anh chị em chúng ta cố gắng, chúng ta nhẫn nại và chúng ta cố gắng tích thêm nhiều về công đức phước thiện
thì anh chị em chúng ta sẽ đạt được những thành công tốt đẹp trong tháng 9 âm lịch này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em chúng ta vào video sau. Nam mô A Di Đà Phật. Anh chị em xem nếu như có hữu ích thì anh chị em nhớ chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo với giác lợi nha.